Một chiếc xe Kia Morning đời 2016 nhưng giá chỉ nhô 200 triệu một chút thôi các bác nhé. Chính xác là 215 triệu. Bác nào đang tìm cho mình một chiếc xe có thể vừa đi gia đình, có thể vừa kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm hộp sữa cho con, thì có thể tham khảo qua chiếc xe Kia Morning với lớp sơn màu trắng đẹp của em các bác nhé. Chiếc xe Kia Morning này được bác chủ cũ độ lên một bộ la răng, các bác nhìn này. Một bộ la răng cực kỳ đẹp luôn. Về Kia Morning thì không có quá là nhiều công nghệ và đồ chơi, nên em sẽ quay trực tiếp những chi tiết nhỏ nhất của xe để các bác có thể mình có thể xem được chất lượng tổng thể của xe trước khi quyết định mua xe hay là chốt cọc với em các bác nhé. Đèn pha là đèn halogen kết hợp với đèn phá xương cực kỳ sắc nét này, có đèn gầm đầy đủ này. Kia Morning 2016 với trang bị động cơ là 1.25 số sàn, một dàn lốp khá là dày, một bộ mâm được bác chủ cũ độ lên bộ mâm rất là ăn chơi luôn, nhìn rất là lạ mắt đúng không ạ? Gầm bệ thì em cũng cam kết là không mục mọt nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đăng kiểm của em nó là đến tháng 10/2022. 215 triệu cho bác nào đang quan tâm về một mẫu xe gia đình, có thể vừa đi gia đình, vừa có thể kiếm thêm được thu nhập từ em nó này. Quan trọng nhất là gì? Máy số của em nó còn chất rồi. Xe thì không đâm xô, không ngập nước, chủ mã đầy đủ cho em. LED được màn hình Android cảm ứng cỡ lớn rồi. Vô lăng thì thiết kế hai chấu này. Ghế da thì là màu ghi các bác nhé, rất là sạch sẽ gọn gàng rồi, trần nỉ nguyên zin. Ốc nhái thì quay chi tiết cho các bác nhà mình, ốc nhái đây còn rất là đẹp, khá là đẹp đúng không ạ? 2016 với cái đời của em nó không phải là quá thấp cũng không phải là quá cao, và với cái tầm tiền 215 triệu thì phù hợp với các bác nhà mình. Tham khảo cho em chiếc xe Kia Morning này các bác nhé. Đây ạ, ghế da này, trần nỉ này, sáng choang luôn. Đồ chơi công nghệ option em này không có gì đặc biệt đáng để kể cả, quan trọng là nhất vẫn là gì? Máy số chất, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, chi phí sửa chữa thấp và ăn ít nhiên liệu. Được lên bộ la răng bên ngoài rước xe lên bao nhiêu phần trăm luôn đúng không ạ? Đèn LED, đèn hậu phía sau cực kỳ sắc nét này, có đèn gầm phía dưới luôn, có một cái cam lùi cho em nhé, có cam lùi rồi, màn hình cảm ứng có rồi và có luôn cả cam lùi cho em. Có cam lùi đầy đủ cho em ạ. Đèn hậu phía sau đây khá là sắc nét luôn. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe thì còn khá là sắc nét và khớp lối, các bác nhìn cánh cửa này. Em hương đứng góc nghiêng mà không thể nhìn thấy khớp lối cánh cửa luôn, gần như là một cánh cửa luôn, liền luôn. Nhưng nó là hai cánh cửa mà khớp lối nó quá là khít luôn. Đây nhá, đấy là răng thể thao này, gương kính thì liền đời, không đâm sâu, không ngập nước, giá quá là hợp lý cho một chiếc xe gia đình. Một chiếc xe gia đình các bác nhìn thấy khớp lối này, khít khít luôn, nhìn sang không thấy khớp lối luôn các bác nhé. Gương kính này chỉnh là auto tự động cho em, móc khóa này từng con ốc còn sáng choang luôn. Vô lăng ba chấu này, màn hình cảm ứng cỡ lớn rồi, màn hình Android cỡ lớn đầy đủ cho em. Táp ly táp lô này, các bác nhìn này, vẫn còn rất là đẹp luôn nhé. Một chiếc xe Kia Morning 2016 số sàn, động cơ trang bị 1.2, giá chào bán 215 triệu cho bác nào quan tâm. Nhắc máy lên và liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn động cơ máy móc của xe bao giờ em cũng ưu tiên là quay chi tiết này. Quay chi tiết các bác nhìn này, bút chấm sơn nguyên bản còn nguyên nhé. Máng nước hai bên này, lắp cabo này, ụ giảm chấn giảm sóc vẫn còn nguyên nhé. Trên lắp cabo thì còn nguyên những cái lốt cắt còn khá là tròn xe luôn các bác ạ. Keo chỉ zin, một kèo nguyên zin luôn. Một chiếc xe Kia Morning gia đình sử dụng, giá chào bán 215 triệu đời 2016 cho bác nào quan tâm. Kết nối Zalo em đi ạ, 0354602790 để em đi hướng tư vấn cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.